chợ Vĩnh Long. Chợ Vĩnh Long bán trái cây hết rồi. Hồ hô Long Phụng Nhân Tài. Đúng rồi, mình sẽ vô qua phà nha. Hello cả nhà nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại bến phà An Bình cả nhà. Thì hôm nay thì em sẽ dẫn cả nhà đi tham quan vườn chôm chôm nha. Ở bên Cù Lao An Bình đó là thủ phủ về trái cây nha cả nhà, nhất là chôm chôm luôn. Thì vào cái mùa hè từ tháng 5 tới tháng 8 sẽ có rất là nhiều loại trái cây luôn. Những cái vườn chôm chôm á, người ta sẽ cho khách du lịch vào tham quan ăn tại chỗ luôn, có dịch vụ ăn uống vui chơi trong đó luôn. Thì cái điểm hôm nay em chọn á, thì cái là em sẽ chọn cái vườn trái cây Duyên Xương nha cả nhà. Em cũng tìm hiểu rất là nhiều loại, rất là nhiều nhà vườn rồi, nhưng mà em muốn tìm một cái loại chôm chôm mà dạng chôm chôm Thái hoặc là chôm chôm nhãn á, thì mình sẽ ăn được nhiều hơn. Tại vì khi mình vào vé thì họ chỉ cho mình ăn thôi chứ không cho mang về. Đấy, nên là mình sẽ lựa cái vườn nào mà dạng Thái á, thì sẽ ăn được nhiều hơn cả nhà ha. Còn nếu mà dạng chôm chôm thường á thì chua á, mình sẽ không ăn nổi. Đó. Rồi, mời cả nhà đi theo em nha. Bây giờ thì em sẽ chuẩn bị đi xuống phà đây. Đây là bến phà An Bình nha cả nhà. Mình sẽ đi lên phà. Này cũng khá là đông luôn á. Đi qua cái khu Cù Lao này á, thì mình có hai phương tiện để đi. Một là mình đi xe máy xuống phà, mình đi bằng xe máy. Xe ô tô vẫn đi được, nhưng mà đường ở trong á, thì nó hơi nhỏ, nên xe ô tô 4 chỗ thì có thể chạy được, còn xe ô tô lớn hơn thì không được. Đường thứ hai thì có thể đi bằng đường thủy, là đi bằng tàu á cả nhà, tàu du lịch giống này nè. Này thì mình thuê tầm 500 ngàn một chiếc á, chuyến á, thì họ sẽ chở cho mình tham quan vòng vòng, đi bằng đường thủy. Tàu cũng to to đó, tàu hơi ít. Ở dưới tàu có bán cóc ổi luôn. Rồi. Ở phía xa xa kia là cầu Mỹ Thuận á cả nhà. Ở đây mình nhìn thấy cầu Mỹ Thuận nha. Cái bến phà An Bình này là nó nằm ngay chỗ gần quảng trường của thành phố Vĩnh Long luôn á cả nhà. Lên phà đây. Bên này họ thu tiền có một lề thôi. Bốn ngàn nha, một người hay một xe hai người là 4.000 đây. Bốn xã Cù Lao An Bình. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nha cả nhà. Nói chung là mình sẽ lên Google Maps để mình đặt định vị mình chạy nha, chứ thật ra thì mình cũng chưa đi lần nào nên mình không biết chỗ nằm đâu. Để chạy theo chị Google hướng dẫn thôi. Thì chú ra chú dẫn. Hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên luôn cả nhà. Nói chung cả nhà vừa lên đò là có mấy chú xe ôm
sẽ chạy theo hỏi mình muốn đi đường nào, hoặc là mình chưa biết đường nào thì mình đi theo thôi. Ai có để tên hướng dẫn viên người dẫn khách vào trường chôm chôm xương, không biết có lấy phí không. Ơi, chạy thẳng nha, bến phà lên quẹo phải, chạy thẳng tới ngã ba quẹo phải tiếp. Đi tới cầu Tân Tạo nghe, ở dưới cầu Tân Tạo có cái đường nhỏ ở bên tay trái quẹo vô rồi luôn. Trời ơi, cái đường này xe ô tô đi không được đâu nha cả nhà, đi xe máy thôi, đường chỉ có 1 mét hơn thôi, đường nhỏ lắm. Này tay lái cứng không cứng rồi cũng hơi căng. Rồi, có nhãn nè, nhãn trọng vậy rồi còn trái gì để ăn không ta? Sắp thu hoạch rồi nè. Này chắc cần nửa tháng nữa. Không, chắc tầm 10 ngày nữa. Đường gì đâu mà xấu quá. Được. Hai bên là trồng nhãn không à. Mít tự nhiên. Sẽ vô nha cả nhà, mình mua vé nha. Vé hiện tại là 80.000 nha cả nhà. Vé mình sẽ ăn chôm chôm, ăn nhãn xuồng, nhãn y đo, ổi, cóc. Ăn no bụng rồi đi về nha. Rồi mời cả nhà đi theo mình. Các bạn đi được gặp ở chú này. Gặp chú này, chú ra đón nha. Alo. Ủa cái đây mình chơi thoải mái giờ giấc hay là có không, giờ giấc không? Sao sáng 6 chiều. À gì? 6 sáng 6 chiều. Sao sáng 6 chiều. Ở đây bình thường mở suốt hả anh? Dạ suốt, không ai nào nghỉ hết. Bình thường đâu có mùa đâu nhỉ, bình thường đâu có mùa trái đâu thì... Hết cái này trái kia, hết cái tới nọ. Quanh năm hả? Làm trái quanh năm. Quanh năm. Ở đây có cái con năm muốn. Dạ mình có. Bà Khang uống đặc ấy, bữa này cao điểm chị thông cảm dùm mày quá đâu. Đi chân đổi người từ từ đi. Qua đây. Cắn hết gốc rồi. Ê. Rồi mình tự nghe đây, mình tự. Dạ. Giờ nãy em dắt chị. À, dắt. Ở đây có dịch vụ ăn uống luôn nè. Đó tại tượng chiên xù của bánh chén cái gì đây nè, ốc nè, ớt nè, gà rất là nhiều món, nguyên một dàn.
80. Ủa gì hả? Có phân biệt. Chắc giường bia chắc bông không? Dạ không. Còn con chỉ có hai người thôi. Ừ. Ừ. Bên tay cao nè. Nhưng mà cái này nó chưa chín lắm đâu. Cái hộp nó hơi to. Chỗ nào chín con? Dạ. Cô không để cho khách tự hái, cô hái làm chi? Bây giờ sẽ lên cây hái nhãn nha cả nhà. Đi vườn quá, đi vườn phải chịu cây chứ. Dạ. Dạ. Nhiều. Chụp. Chụp nè. Hello. Nhãn cũng nhãn xuồng này hiện tại cũng có giá khoảng 60.000 á. Hiện tại bán ngoài chợ là 60 á. Wow. Nguyên đùm luôn. Cũng sợ té cả nhà. Ghê quá. Wow. Em làm giống phong thủy á, truyền thì anh lại dắt em té. Mặt luôn. Wow, nè. À, ngon chưa đó nè. Wow. Rồi nhiêu đây chắc mình ăn đủ rồi đó. Ow. Rồi đi xuống nha. Ngon không ha? Hái xong rồi giờ mình cả nhà ăn nha. Đây. Chơi. Nhãn xuồng à. Mới hái trên cây xuống nha cả nhà, rất là to luôn. Còn đây là chôm chôm. Nói chung là cũng còn ít rồi cả nhà ơi, chôm chôm thì ít lắm.
Tôi nói ăn tới là nhãn á, nhãn thì nhiều, giống như là giờ người ta đang trong mùa nhãn á. Còn chôm chôm hiện tại thì đang làm trái lại, nó cũng có lai gai thôi, không có nhiều lắm. Nói gì lại bội ngồi ăn mua chợ, giống như là chợ đi hái người ta nhịn cho ăn luôn. Đi mới có chút mà thân mệt rồi. Nhãn xuồng chắc là nó lấy nó học bự như con. Bự mà ngọt lắm. Ở trong này có hai loại vé. Một loại 60, một loại 80. 80 á là đi vườn nhãn có trái. Còn mà 60 á đi là đi vườn nhãn đã hái rồi và còn những trái còn sót lại với là đang làm bông thôi. Phân biệt cho cả nhà. Còn 80 á thì vô vườn nhãn trái xum xê. Nhưng mà thật ra thì mình ăn chắc cũng không nhiều đâu cả nhà. Nhãn này mà ai mà ăn tầm nửa ký thôi là về đổ ghèn mắt luôn. Thật nóng lắm. Ăn chắc tầm chục trái là thấy ngọt gắt gắt cổ rồi. Chủ yếu là vào đây không khí quê rồi mình ăn uống. Ăn uống nhậu nhẹt bạn bè cái nào. Đồ ăn luôn. Ăn no rồi đi về thôi. Chứ nhậu xong bắt đầu ra hái ha. Hái vào ăn 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 xong rồi lại vô nhậu. Nhậu xong lại ra hái ăn tiếp. Chơi là không có quy định thời gian từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều mà. Nên là thoải mái. Đồ ăn thì cũng không rẻ nha. Nói chung giá thì giá dạng khách du lịch đó. Còn là mình thấy chỗ nào cũng vậy đó cả nhà. Tại mấy bạn trước đi á, cũng review cũng thấy hầu như vườn á, thì có lúc này lúc kia. Tại vì trái cây thì nó phải theo mùa, theo vụ, chứ không phải lúc nào mình muốn là nó phải có. Nên là nhiều khi vào mà không có thì mình sẽ thấy hơi thất vọng xíu. Nhưng mà cũng phải thông cảm thôi cả nhà. Không có thì họ cũng có cái cho mình ăn thôi. Chứ còn mình đi hái lùm đùm lề đề thì không có. Chôm chôm ngon hơn, chôm chôm giòn. Còn mình phái nhãn lắm á. Nó lặn túi đem về. Lặn cho nó mấy trái đem về. Nhãn với chôm chôm là nó mê lắm rồi mà nãy nó không ăn đi. Không biết trẻ con thì nó có tính vé không? Chắc nó tính 50% á. Cũng có vườn nhãn. Ừ. Ngày xưa nhà em trồng nguyên một vườn nhãn đi đo luôn. Cây to to như thế này không nè. Mà ba trồng sầu riêng vào đốn sạch. Phải để cái vườn đó làm du lịch có khi cũng cũng ngon lành đó chứ. Ha. Nhưng mà làm du lịch thì đất rộng lắm. Đây nè, người ta có tới 5-6 mẫu luôn á. Khu này là nó cái vùng này là Cù Lao An Bình này, nó chiên chôm chôm với nhãn ăn cục. Thôi nãy giờ mình ăn cũng nhiều rồi. Thôi xin chào cả nhà nha. Nếu mà cả nhà có dịp đi tham quan hay là muốn đi giải khuây thì xả chết gì đó thì vào đây rủ bạn bè vào đây ăn nhậu cũng được. Còn như vé như thế này thì mọi người sẽ bảo là hơi đắt á. Tại vì vào đây mình đâu có ăn được nhiều đâu mà họ thu vé. Thu vé khá là cao. Đó, nên thôi thì theo khách quan thì mình đánh giá vậy thôi, còn tùy theo cả nhà nha. Cả ủng hộ du lịch Việt Nam. Ủng hộ du lịch miệt vườn cả nhà ơi.
chung là vào đây thì cũng có người ăn, có người thì hái xong rồi cũng không ăn nổi. Rồi cái lượng không ăn thì họ để qua đêm rồi cũng bỏ đó, thì chắc là họ phải trừ hao những cái phần đó. Nên là mình ủng hộ thôi. Rồi thôi, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà ở clip sau. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà.